Hôm qua em giới thiệu các bác về một chiếc máy đập ngô, hôm nay giới thiệu tiếp một chiếc máy đập ngô mini. Về bên cửa hàng em rất nhiều về hàng máy nông nghiệp như là máy cưa, máy cắt cỏ, máy cưa xích. Thì về ngoài ra thì bên em có chiếc máy đập ngô này, máy nghiền ngô. Okay. Chiếc máy này cực kỳ là nhỏ gọn luôn. Đây là cái họng mà đưa ra lõi ngô này. Đó. Và đây là cái nơi khu vực mà họng đưa ra cái hạt ngô sử dụng cho gia đình nhà mình. Thì nhà bác nào mà cái sản lượng ngô mà không quá nhiều để sử dụng cái máy đập ngô cụm công nghiệp, hoặc là muốn đập ngô sử dụng cho động vật ăn dần, thì nên sử dụng một chiếc máy đập ngô mini này. Thì okay. Đây là chiếc motor của máy. Thì motor của máy này, chiếc máy này sử dụng dòng điện là 220V, sử dụng dòng điện 220V này và 50Hz. Khi các bác sử dụng thì các bác cắm luôn vào dòng điện gia dụng nhà mình, cắm vào ổ điện kia luôn, sử dụng luôn. Đây là do nhà em tiện đập ngô thì em quay luôn cho các bác xem thực tế luôn. Đây là khi mà cái trục motor nó hoạt động thì cái trục quay cái trục này nó làm chuyển động vào cái trục bên trong này, nó làm trục quản chuyển động vào cái trục bên trong này để đập hạt ngô bên trong, rất là dễ dàng thôi, rất dễ hiểu. Khi mà hạt ngô bắp ngô rơi xuống thì mình với khe này nó rơi xuống đây, nó đập vào trong cái buồng này. Đây là khu vực điều chỉnh, em chỉ cho các bác chỗ điều chỉnh của cái máy này nhá. Đây là hai cái ốc này, các bác mà muốn cho cái hơi ổ này nó nhỏ lại để vừa với hạt ngô nhà mình, bắp ngô nhà mình. Cái bắp ngô to thì các bác lấy rộng ra cho nó rơi ra thì nó rộng được cái loa này để đập nó, thì bắp ngô nó lõi ngô to thì nó rơi xuống nó đều hơn. Mà khi mà sử dụng cái lõi ngô nhà mình mà bắp ngô nhà mình nó bé thì mình nên cho nó nhỏ lại thì nó tiết kiệm được cái buồng này, thì là khi nó đập thì nó vừa với hạt ngô nó sạch hơn. Nên do các bác điều chỉnh ở cái hai cái nút này phù hợp với bắp ngô nhà mình. Các cái chân này thì bằng sắt vô cùng chắc chắn này, được. Các cái ốc này nghiêm cấm và cho tay vào trong này. Đấy. Cực kỳ là nhỏ gọn các bác nhé. Em thực hành luôn, em test tiếng thử vận hành cho các bác xem. Để test tiếng máy cho các bác xem thử nhé. Để trước là dòng điện 220V vào, cho chạy không tải một chút, rồi cho lần lượt theo cái ô này. Đây là em test thử một chút để các bác xem thử thôi. Đấy, về cái hạt ngô ra này khá là sạch, không bị nát. Khi nhà mình mà sử dụng thì thi thoảng này mới cần đập thì sử dụng lên được. Chiếc máy này trong sử dụng trong một tiếng chiếc máy này có thể quay được đập được khoảng 1 đến 2 tạ ngô. Đấy, đây là cái lõi ngô của máy. Khi đập ra này khá là sạch. Đấy, khá là sạch. Này điều các bác điều chỉnh nhá. Cái bác đập kéo lên này thì nó càng nhỏ. Thì em giới thiệu lại cùng các bác bảo là tại sao về nhà đập hạt ngô mãi mà nó không được sạch. Cái họng ra của máy này chắc tầm khoảng bằng cái lõi ngô thôi. Bác đút ra đút liên tục. Ok. Thì các bác xin bút like, nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo nhận những video nhất của anh em về các dòng máy nông nghiệp. Rồi, em xin chào và tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.